Ồ, dính vậy? cá nâu Đâu, đã vậy, có cá nâu luôn à. Thôi cá nâu bỏ đi ông nội, nhỏ xíu rồi, dụng bờ, dụng xuồng hồi đi đạp chết. Về thả láng cho bác hai. Thôi 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 thôi, thôi. Hồi lỡ quên đạp chết. Là thả đúng không? Thả đi, phóng sanh ra đó. Chỗ này sâu quá trời sâu rồi các bạn ơi. Nói. Lặn luôn à? Lặn luôn rồi chứ nó ăn sâu lắm mà. Sâu. Chắc ăn vô cây mắm, thường thường là có mấy cây mắm là có cua. Có không? Sao móc lâu vậy? Hàng nó ăn sâu quá. Nó có kẹp vô càng không đó? Đó giờ có móc cua không cha? Bữa nay rủ con đi móc cua vậy cha? Có mà ít đi lắm. Lâu vậy? Ồ, kẹp luôn rồi đó hả? Kẹp luôn rồi. Ồ, cua này bự à? Cua gì đây? Cua gì đây đặt lên á? Cua gạch. Ơi, cua gạch nghèo, không biết có gạch không? Cua gạch. Cua cái, phải nói cua cái. Ơi, tôi cần gãy càng lắm. Gãy càng. Thấy sẽ xả lên trên đi, để xuống đó hồi sẵn cua. Đó, rồi kẹp bên kia kẹp thường. Rồi. Đây nè. Chối đi rồi. Chú mình chối con cua nè nha các bạn. Hay quá ta. Thôi máy xuống dưới móc cua luôn đi, khỏi câu cá nữa. Hai muốn câu cá. Có gạch không? Có hả? Đồ. Vậy ngon nghe không? Ngon. Ngon rồi đó. Không biết nó thuộc cái giống gì nữa kìa. Thuộc gì? Dính con gì kìa, nó thục coi con gì kìa. Đâu coi ai. Tôm tích à? Tôm tích. Ôi nhỏ vậy. Nhỏ vậy chứ nó uống đau lắm á. Đâu. Ôi con tôm tích nó rồi làm gì giờ? Bắt không? Bắt luôn, bắt về luộc. Rồi, bắt đi. Ê, bỏ vô thùng luôn đi. Mình tình nghi ở đây là một con sò nè các bạn. Bắt đây không mày? Không biết nữa. Tình nghi thôi. Ô sò thiệt. Sò bự các bạn ơi. Sò cói luôn á. Sò quá to luôn các bạn. Đi thôi, đi tiếp. Nghe gì vậy? À da. Tâm tích nè, giống đâu vậy? Cua con. Ê cua. Phải không? Rửa ấy. Cua con. Đâu rửa ấy. Phải cua không? Ý, con ghẹ không ơi. Con ghẹ, trời ơi. Con ghẹ nha các bạn, chứ không phải con cua, tính đâu rửa con cua. Ghẹ nhỏ quá, thả đi. Thả nha các bạn. Đó, nó chạy rồi. Chiêu. Chạy về đâu khi giặt nó tới. Buồn tình con tim em bói gói. Ao. Dạ. Dễ. Con gì trời. Gì mà lên tim nhóc chân vậy?
đố anh á. Tâm tích. Không có đồ. Sao biết hay vậy? Tao nghi nghi. Tại mày nãy giờ mày thục được dính tâm tích. Ô, con tâm tích nha các bạn. Tôm này nhỏ quá ăn uống gì ta? Nó về đây không ạ, tao ăn đi. Ai cái này nó làm khô làm sao ta? Tâm tích á. Ừ, nó làm khô tâm tích. Để luộc xong đem đi phơi. Vậy hả? Ăn ngon không ta? Thì ăn như con tôm khô vậy đó. Ờ. Là ăn y chang nhưng tâm tích khô phải không? Bé càng á, bé càng á. Càng cái nữa gì vậy? Con cái. Thôi càng con nhỏ quá bỏ đi. Càng nhỏ quá lấy gì có. Thôi đi. Được một càng màu rồi các bạn ơi. Ồ, được con sò luôn hả? Ngồi được con sò luôn trời. Đâu, tôm luôn, ghê vậy. Tám gì? Tám gì? Con gì đây cua hả? À? Ghẻ không nội ơi? Ghẻ. Sao ghẻ con không vậy? Chạy về đâu khi giặt nó tới nè. Buồn tình con tim em bối rối. Âu 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 âu. Nó vui luôn rồi. Nó cũng gian thiệt. Nó để cho mình quay luôn nè các bạn. Con cua nó kẹp nó kìa. Con cua ra mất tiêu luôn rồi. Ê ê ê ê ê ê ê. Khúc nào không có hang còng gì hết trơn ta. Trời hà nó đóng lên gãy đứt kìa. Anh hai em đụng của có dưỡng dục xuống em bắt nó tại không bắt được anh hai. Có gì là có gì, cái nón được không? Được, được, được. Nè. Ê, ê con gì bọt, ê. Gắn, gắn, gắn. Rồi. Được chưa ông, dính không, dính không, ê dạ. Dính không, dính không? Rồi sao chụp sao gãy càng luôn rồi. Trời ơi, có cua cũng gãy càng nữa rồi. Gãy càng luôn rồi. Xui vậy. Mày chụp cua kiểu sao á. Thôi có càng rồi thôi, bỏ càng đi con cua.
Ơi coi chẳng kẹp nó ngao, nó kẹp vô tay á. Có nổ là nó kẹp không được đâu. Ồ bự không? Bự, con này bự. Mà nó bắt sao mà gãy càng của người ta luôn, công nhận hay thiệt. Ở sao nó đơ dữ vậy? Nhờ mày chụp tay gì không đơ. Mà nhờ không có, nhờ nó đưa cho nên mày bắt nó dính đó, chứ không thôi mày bắt không dính đâu. Chói gì chú Duyên? Anh có nón rồi không? Nón anh dơ luôn rồi. Rửa rửa lại đi, dục lại anh xuồng đi, về nhà nó kính tính sao? Sao con cua nó đưa phơ phở cho như trời kìa. Ngày nào mọi người nó bắt được con cua kỳ với trời. Ông con cua này chắc dạ không á, vậy ha là muốn chết giờ rồi. Bởi vì nó chụp nó chụp người ta cỡ này nè. Bởi vì chụp dám những chụp gỡ nhã càng luôn á. Bởi vì chú Chiên nói không sai, bởi vì cua mà bắt dưới sông á mà đem về á, nếu như bán là phải bán liền, không bán liền là nó chết. Đúng không? Đúng rồi chú Chiên. Đây. Rồi cái nón rồi sao tao đội đây ta? Thôi kệ, có con cua là được rồi. Thôi đi tiếp nào. Trời ơi hà nè. Hy sinh hết cái nón. Hào nó đóng nè. Ê hà chứ. Này hà chứ không phải hào. Này bén lắm các bạn. Ghê lắm. Bắt ốc vậy? Ốc Bắc Kinh. Tại sao kêu ốc Bắc Kinh? Thì con ốc này nó mình đi bắt ở dưới kinh mà. Ừ, nó là ốc Bắc Kinh. Nữa hả? Chạy về đâu khi giặt nó tới buồn tình con tim em bơi rối nó đi xuống ngay chỗ cũ nữa mày. Mẹ lai cua. Chạy về đâu khi giặt nó tới buồn tình con tim em bơi rối ầu 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 gầu gấu gấu gầu gầu. Sao mà toàn ghẻ không ta? Không sao không có thấy cua con luôn ha. Cua thì cua bự, ghẻ ghẻ nhỏ. Nhập ghẻ bự bự rồi ăn luôn. Ô dính tôm luôn hả? Dính tôm luôn các bạn ơi. Hai ta. Tôm gì? Tôm sú luôn. Ghê vậy. Sú bể của ai sổ ra mày ơi. Thôi thả con ghẻ nha các bạn. Khúc này cây lá không? Không có con gì hết trơn các bạn. Ê có cua đá không? Cái bọp bọp trong đó dám nhìn có cua đá không mày? Cua đá người ta hay còn gọi ở dạng như cua núm gì á mày. Cua cúm chứ. Cúm núm. Không, cua cúm chứ không phải là cúm núm. Cua cúm chứ không phải là ốc nè. Nó trời ốc luôn. Trời ơi. Cái này quá trời nút vô cọm tay. Nó xong thò tay bắt rồi trời. Trời. Ê đừng nhấn nhấn. Ôi trời ơi. Đúng nhất kẹt tay đang đút cái đứt mày à. Chú làm gì đó, chú làm gì mà thằng Nguyễn nó la đó, là nhỏ nhỏ không gì quá trời đau đau đúng rồi, nước giờ này chuẩn bị lớn rồi. Còn sống không? Sống không à? Có không nào, sống nhăn răng nữa, hào chết lan, hào sống. Ôi. Ốc kìa. Từ từ đi Chiên, đi gấp quá vậy. Gấp quá chúng nó. Quẩy cút luôn rồi, chưa tắt. Ôi, dính cua đá luôn. Gì? Cua đá. Đâu, đâu, đâu. Cua đá đó ăn ngon lắm á. Đá luôn. Ô. Ê bữa nào mình đi xuống ngành hào mình kẹp á. Bữa nào mình đi xuống ngành hào mình bắt cua đá thôi. Có kẹp không? Có kẹp trời đánh không nhà đó. À cua đá nó này các bạn. Nó cứng đờ dùng đá vậy, nó không biết. Cúm, cua cúm, ta gọi là cua cúm nữa. Làm gì Khương? Tào lao. Mà nó kẹp là không nhà đó. Thử coi. Ôi trời trời cũng cái vậy. Về tới nhà rồi các bạn ơi, và bây giờ chúng chú với cháu lôi chiếc chuột lên. Sao đi xuống dễ quá mà lôi lên khó vậy?
Làm gì chú Chiên? Hai ba máy nổ bon bon. Chỉ được có mấy con. Toàn thằng Nguyễn bắt toàn là cua gãy càng. Chùm sao toàn là cua gãy càng không. Bán sao được bán. Có chắc có được con cua gạch bán được á. Lấy cọng dây dục lên chứ. Chưa buộc rồi đó. Nắm cọng dây lại cho chú Chiên lên nè Nguyễn. Thôi cho chú lên đi. Cái tội mã cũng đạp em lọt chứ. Chắc cái bọc bí nhau luôn. Sao con lỡ con làm cái bóng luôn mà sao chú không lỡ thì chú không biết rồi vô. Không là bắt cua, cua người ta bắt người ta ăn được, còn cua nó bắt toàn là gãy không. Có con này nguyên nè, con cua gạch nguyên đó thì nhờ được có con cua gạch nguyên á. Thôi vô 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 các bạn ơi.